mình đang thích bàn thờ. Thì hôm nay Duy thi công cho chị chủ nhà chị ở chung cư Vinh Lam Phú Đông. Thì một bức tranh hào quang tức tỷ các bạn ạ. Đây là mẫu hoa sen lồng trăng rất là đẹp của bên Duy. Thì đèn là có cái kích thước là cao là 38, ngang là 77cm các bạn. Đây là cái mẫu đèn hào quang trang in tức tỷ mẫu hình chữ nhật. Đấy, lắp cho bàn thờ keo các bạn ạ. Nó rất là đẹp. Thì Duy vừa lắp xong luôn, đây là cái dây điện của đèn đây. Đó, thì các bạn là có thể sử dụng đèn này để mình có thể hào quang cho bàn thờ Phật rất là đẹp. Và tích hợp mình có thể lắp những cái bộ không gian thờ bàn thờ keo hạt khói và đèn như thế này nó sẽ khách luôn, rất là tiện lợi, nó vừa tiết kiệm cái diện tích của ngôi nhà và nó sẽ tiết kiệm cái chi phí cho một cái không gian thờ. Thì các gia chủ mà thấy những cái mẫu bàn thờ trang đèn như thế này có thể liên hệ với Duy qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là các bạn có thể tới địa chỉ của cửa hàng tại số 25 xẻng 17 đường Nguyễn Trung, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ok, chào các bạn.